Vâng, xin chào các bác. Hôm nay tôi lại quay một video thanh lý đến các bác những đôi loa dàn mini của Onkyo. Rất đẹp đây. Toàn những đôi đẹp xuất sắc của Onkyo. Đây là toàn những đôi đẹp tôi để ra mời các bác xem. Nó các mã nó khác nhau một chút, nhưng mà nói chung là cấu tạo nó gần như nhau. Cấu tạo nó cổ loa tôi đoán là nó cũng giống nhau hết, chẳng qua nó làm kiểu cách đi một chút để nó tăng thêm mẫu mã, để nó đa dạng sản phẩm thôi. Xin nhắc giá của những đôi loa này, tôi bán giá là 1,4 triệu đồng thôi. Đẹp xuất sắc, năm trước thì tôi bán giá 1,5 thôi, năm nay thanh lý 1,4 triệu. Các bác có nhu cầu thì đặt hàng, đặt cọc 500, 1 triệu tôi gửi hàng đi, hoặc chuyển hết tiền vì số lượng tiền nó không đáng bao nhiêu. Rồi, xin nhắc là như vậy. Xin cảm ơn.